Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 4. Các em ở sách và bài tập của môn toán lớp 4, bài 133, hình thoi. Thì đầu tiên, chúng ta làm bài tập số 1. Bài tập số 1 có nội dung như sau. Nối mỗi tên gọi của hình với hình vẽ tương ứng. Ở đây, bài toán cho chúng ta tất cả các hình là hình số 1, hình số 2, hình số 3, hình số 4 và hình số 5. Và cho chúng ta tất cả là 4 tên gọi. Tên gọi thứ nhất là hình tam giác, tên gọi thứ hai là hình thoi, tên gọi thứ ba là hình chữ nhật và tên gọi thứ tư là hình vuông. Ở đây chúng ta có tên gọi thứ nhất là hình tam giác, thì chúng ta biết hình tam giác chính là hình có 3 cạnh. Theo quan sát 5 hình trên, hình có 3 cạnh chính là hình số 3. Vì vậy, hình tam giác chính là hình số 3. Do đó chúng ta sẽ nối tên gọi hình tam giác với hình số 3. Tiếp theo, chúng ta có hình thoi. Hình thoi chính là hình có 4 cạnh bằng nhau. Thì theo quan sát 5 hình trên, hình có 4 cạnh bằng nhau chính là hình số 2 và hình số 4. Nhưng hình số 4 lại có thêm một điều kiện nữa là 4 góc vuông. Vì vậy, hình số 4 là hình vuông. Do đó, hình có tên gọi là hình thoi là hình số 2. Vì vậy, chúng ta sẽ nối tên gọi hình thoi với hình số 2. Tiếp theo, chúng ta có tên gọi hình chữ nhật. Hình chữ nhật là hình có 4 góc vuông và có 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau. Thì hình thỏa mãn điều kiện trên trong 5 hình, đó chính là hình số 1. Vì vậy, chúng ta sẽ nối tên gọi hình chữ nhật với hình số 1. Tiếp tục, chúng ta có tên gọi hình vuông. Thì hình vuông chính là hình có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc vuông. Do đó, chúng ta sẽ nối tên gọi hình vuông với hình số 4. Thì như vậy, chúng ta làm xong bài tập số 1. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Hãy vẽ 2 đường chéo của hình thoi số 2 ở bài 1. Dùng ê kia để kiểm tra xem 2 đường chéo đó có vuông góc với nhau hay không, rồi viết tiếp vào dấu chấm. 2 đường chéo của hình thoi ... với nhau. Thì đầu tiên, chúng ta cần phải quay lại bài tập số 1 và quan sát hình thoi chính là hình số 2. Hình số 2 của bài 1. Thì đầu tiên, chúng ta cần phải vẽ 2 đường chéo của hình thoi. Sau đó, chúng ta dùng ê kia để kiểm tra xem 2 đường chéo có vuông góc với nhau hay không, bằng cách đặt 2 cạnh góc vuông của ê kia trùng với 2 cạnh của góc được tạo bởi 2 đường chéo. Thì như vậy, chúng ta nhận thấy qua cách dùng ê kia để kiểm tra thì 2 đường chéo của hình thoi có vuông góc với nhau. Sau đó chúng ta sẽ điền vào chỗ chấm là vuông góc. Như vậy, chúng ta làm xong bài tập số 2. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta vẽ thêm 2 đoạn thẳng để được một hình thoi hoặc một hình vuông. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ làm hình thứ nhất bằng cách vẽ thêm 2 đoạn thẳng. Thì khi vẽ thêm 2 đoạn thẳng, chúng ta đã vẽ được một hình thoi đầu tiên. Tiếp tục, chúng ta vẽ thêm 2 đoạn thẳng ở hình thứ hai và chúng ta được hình thoi thứ hai. Tiếp theo, chúng ta vẽ thêm 2 đoạn thẳng ở hình thứ ba và chúng ta được hình thoi thứ ba. Và cuối cùng, chúng ta vẽ thêm 2 đoạn thẳng ở hình thứ tư và chúng ta được hình vuông. Thì như vậy, chúng ta làm xong bài tập số 3. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập số 4. Bài tập số 4, người ta yêu cầu chúng ta vẽ theo mẫu. Thì theo quan sát mẫu, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật bao quanh hình mẫu. Sau đó chúng ta vẽ các đoạn thẳng còn lại. Thì như vậy, chúng ta đã vẽ xong hình mẫu và chúng ta đã làm xong bài tập số 4. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.